khởi tố người phụ nữ sát hại nhân tình bằng cyanua. Công an điều tra vụ người phụ nữ bị chồng hờ tấn công suốt 13 giờ. Vụ tai nạn liên hoàn 6 xe ở Băng Ninh, 2 tài xế tử vong. Israel phá hủy cả 4 hệ thống phòng không F-300 của Iran. Chiều ngày 28 tháng 10, nguồn tin của báo Lao động cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra hành vi sát hại người. Các quy định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Trước đó, báo Lao động thông tin, do mâu thuẫn tình cảm, tháng 9 năm 2024, Trang lên mạng xã hội mua chất độc cyanua nhằm mục đích sát hại ông V, 38 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 20 tháng 10, Trang và ông V đi ô tô con từ tỉnh Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Trang đã bỏ cyanua vào nước uống đầu độc khiến ông V tử vong. Sau khi đầu độc ông V, Trang chở nạn nhân lên thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Trang tiếp tục chở ông V lên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tìm cách giấu. Sáng ngày 21 tháng 10, khi đến đèo Bảo Lộc, Trang chạy xe lên xuống tuyến đèo này hàng chục lần để tìm vị trí thích hợp để giấu. Đến trưa cùng ngày, do có ý định tự tử cùng nạn nhân, Trang đã chở thi thể ông V đến km 104+440 trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Đại Rào, thành phố Bảo Lộc, rồi lao ô tô cùng nạn nhân xuống vực sâu khoảng 50 mét. Tại hiện trường, xe ô tô con do Trang điều khiển nằm dưới vực sâu trong tình trạng bị hư hỏng nặng toàn thân xe. Các túi khí trong xe đều bị bung. Nhận tin báo có vụ tai nạn ở đèo Bảo Lộc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai cứu hộ cứu nạn. Thời điểm cứu hộ, ngoài xe ô tô bị hư hỏng nặng, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông V đã tử vong. Người phụ nữ bị thương nhẹ được chuyển đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu sau đó. Báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 28 tháng 10, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, Công an thị trấn Pleikon đang xác minh điều tra vụ chị LTTT, 31 tuổi, ngụ tại thị trấn Pleikon, bị chồng hờ tấn công, phải nhập viện cấp cứu. Hiện chị T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Bà T và ông TVD, 40 tuổi, ngụ tại thị trấn Pleikon, chung sống với nhau như vợ chồng và có một người con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Ngày 23 tháng 10, sau khi đi ăn uống cùng đồng nghiệp trở về, ông D ghen tuông tấn công chị suốt 13 tiếng đồng hồ. Chị T kể, tôi bị ông D nhốt trong phòng từ 0 giờ đến 13 giờ ngày 24 tháng 10. Ông D thu giữ điện thoại của tôi không cho liên lạc với bên ngoài, không được ăn uống, kêu cứu. Sợ bị phát hiện, ông D thỉnh thoảng ra ngoài kiểm tra. Theo chị T, đến trưa ngày 24 tháng 10, lợi dụng lúc ông D sơ hở, chị lén lấy điện thoại dự phòng, nhắn tin cho bạn cầu cứu. Sau đó, công an thị trấn Pleikon đến giải cứu người phụ nữ này. Sau đó, chị T được người nhà đưa đi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng đa chấn thương. Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, chị T bị đa chấn thương. Chị T nói, hiện tôi vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện, các vết thương vẫn còn đau nhức. Tôi đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tôi rất sợ khi quay trở về sẽ tiếp tục bị ông D tấn công, đe dọa đến tính mạng tôi. Ghi nhận mới nhất từ báo Tiền Phong cho biết, tối ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án sát hại người, gây rối trật tự công cộng để điều tra vụ nổ súng tại cổng bến xe Vĩnh Niệm xảy ra vào ngày 17 tháng 10. Cùng với đó, công an quận Lê Chân quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Bình, sinh năm 1973 ở quận Lê Chân, còn gọi là Bình Đen, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xe khách Thanh Long, cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Đoàn Xuân về hành vi sát hại người. 7 lái xe, phụ lái, quản lý, điều hành thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Đoàn Xuân bị khởi tố về hai tội danh nêu trên, gồm Nguyễn Đình Vọng, sinh năm 1990, Nguyễn Hải Triều, sinh năm 1974, Hà Mạnh Tráng, sinh năm 1983, Đào Viết Tiếp, sinh năm 1992, Nguyễn Cao Cương, sinh năm 1989, Nguyễn Đức Hiển và Hoàng Viết Tiến. Theo cơ quan điều tra, Bình Đen và anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977 ở quận Kiến An, có mối quan hệ quen biết với nhau và cùng kinh doanh lĩnh vực vận tải ô tô khách. Quá trình làm ăn đã phát sinh mâu thuẫn nên Bình Đen nhiều lần đe dọa trả thù Tuấn Anh. Thực hiện kế hoạch, tháng 7 năm 2024, Bình Đen chỉ đạo đàn em phân công người hàng ngày theo dõi, ghi lại lịch trình di chuyển, đặc điểm nhận dạng người và phương tiện của Tuấn Anh
để chờ cơ hội trả thù. Tối ngày 17 tháng 10, Bình cùng nhóm đàn em là các bị can nêu trên đi trên ô tô Ford Transit bạc biển kiểm soát 15B04680 mang theo hai khẩu súng dạng súng săn và hai con dao gấp đến bến xe Vĩnh Niệm. Trong đó, một nhóm đối tượng mặc quần áo chống nắng, trùm mũ kín đầu, điều khiển xe máy vào bến xe tìm để báo tin khi phát hiện đối thủ. Bình và những người còn lại chờ sẵn ở ngoài cổng bến xe. Khi nhận được thông tin đàn em báo, Bình đen cầm súng có lắp giảm thanh đi bộ từ làn đường đối diện tới trước cổng bến, chĩa thẳng bắn vào ô tô do Tuấn Anh điều khiển. Thấy vậy, nam tài xế đánh lái né tránh, tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục chĩa súng về phía ô tô bắn hai phát, trong đó một phát xuyên thủng kính ghế phụ. Sau khi nổ súng, Bình đen lên xe rời khỏi hiện trường, chỉ đạo đàn em ném súng, dao xuống sông Rạch Chay phi tang rồi cả băng nhóm bỏ trốn. Thông tin ghi nhận từ báo điện tử pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Quốc Huy, Nguyễn Đặng Quốc Thiện đều 21 tuổi cùng ngụ tại quận Tân Phú để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, ba sinh viên đang theo học tại một trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh cũng liên quan đến đường dây này là Tăng Tuấn Kiệt, Phan Thái Duy đều 19 tuổi, Tô Bảo Đức 18 tuổi bị bắt tạm giam để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy. Theo điều tra, khuya ngày 17 tháng 10, tổ công tác 363 Công an quận Tân Bình đã kiểm tra hành chính một số người trên đường Hồng Lạc, phường 10 quận Tân Bình, phát hiện Tăng Tuấn Kiệt và Tô Bảo Đức có dấu hiệu sử dụng ma túy. Điều tra thêm, Công an quận Tân Bình phát hiện Kiệt và Đức hiện đang thuê trọ ở đường Âu Cơ. Sau đó, Phan Thái Duy chuyển qua phòng trọ do Kiệt và Đức thuê để ở chung. Kiệt khai nhận với cơ quan điều tra là bắt đầu sử dụng ma túy tại phòng trọ từ tháng 9 năm 2024 đến nay. Loại ma túy Kiệt sử dụng là cần sa. Kiệt và Đức sử dụng chung khoảng 10 lần, với Duy chỉ mới 1 lần. Theo đó, Kiệt mua cần sa qua ứng dụng tin nhắn Messenger của một người có tài khoản tên Thiên Quốc từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, tổng cộng 10 lần, mỗi lần mua 1 gram với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng. Cả nhóm sinh viên đều góp tiền để đủ tiền mua cần sa. Khi truy xét, cơ quan điều tra mời Nguyễn Đặng Quốc Thiên về làm việc. Qua làm việc, Thiên khai nhận trực tiếp bán cần sa cho Kiệt. Lời khai của Thiện phù hợp với lời khai của Kiệt. Thiện khai mua cần sa của Võ Quốc Huy, mỗi lần mua 50 gram với giá từ 1,8 triệu đồng đến 2,6 triệu đồng. Sau đó, về phân ra bán lại kiếm lời. Từ thông tin thu thập được, cơ quan điều tra mời Võ Quốc Huy về làm việc. Huy thừa nhận bán cần sa cho Thiện như trên. Huy khai mua cần sa từ một người không rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram và nhận hàng thông qua ứng dụng giao hàng. Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở của ba sinh viên và những người nêu trên. Dẫn nguồn tin từ báo điện tử pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra xác minh hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác do tài xế xe tải chở rác đập gãy kính xe taxi. Theo xác minh của công an, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 20 tháng 10, ông DMT lái xe taxi biển số 50H309XX lưu thông đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ quận 7 về huyện Bình Chánh. Đến đoạn ấp 42 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì xảy ra mâu thuẫn với ông TNMT là tài xế lái xe tải thu gom rác biển số 51G486XX lưu thông cùng chiều. Ông Trờ đã dùng đoạn ống dầu thủy lực bằng cao su dài khoảng 60cm đập vào kính chiếu hậu xe taxi, làm kính chiếu hậu gãy, rồi ông này lái xe rời đi. Bước đầu thiệt hại ước tính 3 triệu đồng. Vụ việc sau đó được trạm cảnh sát giao thông Đa Phước phối hợp với công an xã Bình Hưng vào cuộc mời các bên lên trụ sở làm việc. Qua xác minh, công an xác định ông Trờ lái xe tải chở rác đi sai lộ trình và đi vào khu vực cấm nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi đi vào khu vực cấm. Ngoài ra, công an cũng xác định nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai bên là do ông Trờ điều khiển xe ô tô chở rác xin vượt xe taxi của ông T nhưng không vượt được. Từ đó xảy ra cự cãi và xảy ra sự việc trên. Riêng việc ông Trờ đập gãy kính chiếu hậu xe taxi đã được công an xã Bình Hưng tiến hành xác minh hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và chuyển đội điều tra tổng hợp công an huyện Bình Chánh tiếp tục xử lý theo quy định. Báo Dân Trí đưa tin, liên quan vụ tai nạn liên hoàn ở thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh xảy ra sáng ngày 28 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết hai tài xế xe tải và xe bồn đã tử vong. Thi thể của hai nạn nhân sau khi được giải cứu trong cabin của hai xe đã được bàn giao lại cho gia đình. Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ cùng ngày giữa 3 ô tô và 3 xe máy trên tuyến quốc lộ 18, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ. Xe tải chở đất do anh TVQ, 23 tuổi, điều khiển đã tông vào ô tô chở bê tông
do anh NVT, 60 tuổi, đi chiều ngược lại. Sau đó, xe con 4 chỗ của anh NVT, 30 tuổi, tiếp tục đâm vào đầu xe bồn. Liền sau đó, một số xe máy khác đã va chạm với nhau khi tránh vụ tai nạn trên. Vụ việc khiến tài xế xe tải và xe bồn chở bê tông bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phải dùng cưa và cẩu phá cabin của hai xe để giải cứu hai nạn nhân. Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí cho biết, ngày 28 tháng 10, Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô tập lái làm một người tử vong. Nạn nhân là anh NVT, 36 tuổi, quê Tiền Giang. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, anh HCM, 33 tuổi, người dạy lái xe, chạy ô tô tập lái trên đường Nguyễn Bình, hướng từ đường Lê Văn Lương đi đường Đào Sư Tích. Khi đến xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy do anh T cầm lái, chạy theo hướng ngược lại. Sau cú va chạm mạnh, anh T ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bể nát, ô tô biến dạng phần đầu. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, trên ô tô tập lái chỉ có anh M, không có học viên. Công an huyện Nhà Bè đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ghi nhận từ báo Dân Trí cho biết, ngày 28 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế taxi có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên phố Giảng Võ. Theo đó, năm tài xế taxi được xác định là anh DVN, sinh năm 1980, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tại cơ quan công an, anh N thừa nhận hành vi vi phạm điều khiển ô tô taxi biển kiểm soát 29G000XX đi ngược chiều trên phố Giảng Võ vào tối ngày 25 tháng 10, đúng như clip trên mạng xã hội. Căn cứ kết quả xác minh, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh DVN về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, tạm giữ giấy phép lái xe của anh N. Qua sự việc nêu trên, Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường bộ phải chú ý quan sát, tuyệt đối chấp hành quy định của hệ thống báo hiệu đường bộ, tuyệt đối không đi vào đường cấm, đường ngược chiều. Đây là hành vi vi phạm nguy hiểm, rất dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Theo quy định hiện hành, người có hành vi điều khiển ô tô đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với người điều khiển xe máy đi ngược chiều sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Trước đó, như Dân Trí đã đưa tin, sáng ngày 26 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện clip về một xe taxi mang biển kiểm soát 29G000XX đi ngược chiều trên đường Giảng Võ. Khi xe này đi tới đoạn đối diện nhà chờ BRT Giảng Võ, thì bị chiếc ô tô biển kiểm soát 30K653XX đi đúng chiều chặn lại. Khi tài xế ô tô 30K653XX dừng xe, yêu cầu tài xế taxi đi đúng chiều đường, nam tài xế taxi vẫn cố thủ trong xe và thi gan không chịu nhường đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29 tháng 10, miền Bắc duy trì hình thái đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ khoảng 2 độ. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Về diễn biến mưa ở Trung Bộ, từ nay đến ngày 30 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 80 đến 160mm, có nơi trên 250mm, cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Đêm ngày 30 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29 tháng 10. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng và ven biển, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
gió đông bắc đến bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc từ Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, vùng ven biển có nơi có gió giật cấp 6, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Theo báo Sức khỏe và Đời sống, cuối tuần qua, Israel đã tiến hành hoạt động không kích vào các địa điểm quân sự trọng yếu và hệ thống phòng không S-300 của Iran nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Israel đã đặt tên Ngày Ăn Năn cho chiến dịch này, sử dụng các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái UAV để làm suy yếu các hệ thống phòng thủ của Iran. Theo các nguồn tin từ Israel, tất cả 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran đã bị phá hủy. Đây là các hệ thống phòng thủ hàng đầu do Nga cung cấp, có khả năng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa, là trụ cột của hệ thống phòng không Iran. Tờ New York Times cho biết, mặc dù Israel không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran, theo khuyến cáo từ các đồng minh, nhưng cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống phòng thủ quốc gia của Iran. Truyền thông Israel. Đợt thứ hai, tấn công trực tiếp vào các hệ thống S-300 xung quanh Tehran và những địa điểm quan trọng khác như nhà máy lọc sản xuất tên lửa tại tỉnh Tehran do lực lượng này quản lý, vẫn chịu ảnh hưởng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch đạt được mục tiêu đề ra khi đã vô hiệu hóa các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran và làm tê liệt hệ thống phòng không S-300. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phương Tây đã kêu gọi Israel kiềm chế, lo ngại nguy cơ một cuộc chiến toàn diện tại Trung Đông có thể tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Iran cũng nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc hạt nhân sẽ là vượt qua làn ranh đỏ và sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng. Lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng rằng sự kiện này không nên bị coi nhẹ hay phóng đại. Đồng thời, quân đội Iran sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo, ám chỉ rằng Tehran có thể sẽ chưa đáp trả ngay lập tức. Việc phá hủy các hệ thống phòng không S-300 khiến Iran mất đi một lá chắn phòng thủ quan trọng trước các cuộc tấn công từ trên không, khiến quốc gia này đứng trước thách thức lớn hơn trong bảo vệ các cơ sở hạ tầng cốt lõi, trước sức ép ngày càng tăng từ Israel. Thông tin từ báo Dân trí, Israel tập kích quy mô lớn vào Iran bất chấp việc các nước trong khu vực tuyên bố đóng cửa không phận. Điều này làm dấy lên câu hỏi về con đường mà chiến đấu cơ Israel dùng để thực hiện vụ tấn công. Rạng sáng ngày 26 tháng 10, khoảng 100 máy bay quân sự của Israel đã tham gia vào chiến dịch không kích Iran. Chiến dịch không kích được chia thành 3 đợt nhắm đến các mục tiêu quân sự của Iran ở Tehran, Khuzestan và Ilam. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ Iran bắn 200 tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10. Giới chức Israel khẳng định sau khoảng 4 giờ không kích, tất cả phi đội máy bay quân sự của nước này đã trở về căn cứ an toàn và hoàn thành mọi mục tiêu đề ra. Câu hỏi đặt ra là các máy bay tên lửa Israel đã sử dụng con đường nào để tấn công vào Iran khi các nước trong khu vực đóng cửa không phận. Trả lời phỏng vấn trang tin Al-Huda, cựu phi công và chuyên gia quân sự Ismail Abu Ayyobi tin rằng máy bay chiến đấu của Israel đã tiến vào không phận Iran qua Iraq. Ông nhận định các máy bay của Israel có thể đã tới biên giới phía tây của Iran thông qua không phận Iraq và các máy bay tấn công gần Tehran đã đi qua Syria, Iraq. Theo ông, phi đội máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích đã được trang bị thêm bình nhiên liệu, các máy bay tiếp nhiên liệu cũng được sử dụng bởi vì khoảng cách giữa Tel Aviv và Tehran lên tới gần 2.000 km. Ông nói, lãnh thổ Iran khá rộng lớn và máy bay Israel cần phải xâm nhập vào độ sâu nhất định để thực hiện các cuộc tấn công vì những tên lửa như Rampet chỉ có tầm bắn 250 km, không đủ để tiếp cận mục tiêu.
Trong khi con đường thực sự mà Israel đã sử dụng vẫn còn là bí ẩn, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel sử dụng không phận Iraq để tiến hành chiến dịch không kích. Tehran cũng cáo buộc Mỹ hậu thuẫn Israel với lập luận không phận Iraq đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ. Iraq đã ban bố lệnh đó, ai cho phép điều đó xảy ra? Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố, bất kỳ quốc gia thứ ba nào hỗ trợ Israel hoặc cho phép sử dụng không phận của Israel để chống lại Iran thì sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, Iraq đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc về việc Israel sử dụng không phận nước này để không kích Iran hôm 26 tháng 10. Tờ Time of Israel dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Iraq Basim Alawadi cho biết thông tin trên. Theo đó, trong thư Iraq gửi đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nước này đã chỉ trích Israel vi phạm trắng trợn không phận và chủ quyền Iraq. Trước đó, xuất hiện nhiều video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy vật thể được nghi là bộ phận đẩy của tên lửa Israel tại Iraq. Bộ phận tên lửa này dường như đã rơi xuống khu vực ở phía bắc Baghdad. Trong một diễn biến khác, phái bộ của Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc chiến đấu cơ Israel đã tấn công nước này từ không phận Iraq. Phái bộ của Iran đăng trên mạng xã hội X, không phận Iraq đang nằm dưới sự kiểm soát, chỉ huy và quản lý của Mỹ, có thể chắc chắn rằng Mỹ đồng lõa trong tội ác này. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6 tháng 10 bày tỏ rằng ông hy vọng các cuộc không kích mới nhất của Israel vào Iran sẽ đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ leo thang căng thẳng đã kéo dài nhiều tháng, trong bối cảnh chính quyền của ông tăng cường nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza và Liban. Nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên, tôi hy vọng đây là hồi kết. Cuộc tấn công của Israel được cho là để đáp trả vụ tấn công trước đó của Iran bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Israel hồi đầu tháng 10. Israel tuyên bố cuộc không kích ngày 6 tháng 10 chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và tránh các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân quan trọng của Iran. Quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công đã hoàn tất và đạt được tất cả mục tiêu đề ra. Trong khi đó, Iran tuyên bố về cơ bản đã ngăn chặn thành công cuộc không kích của Israel sáng 26 tháng 10, thiệt hại trên mặt đất ở mức hạn chế. Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Hussein Salami gần đây tuyên bố Israel đã không đạt được các mục tiêu từ các cuộc không kích ngày 6 tháng 10. Ông Salami gọi đây là dấu hiệu của tính toán sai lầm và bất lực, đồng thời cảnh báo Tel Aviv về hậu quả cay đắng không thể tưởng tượng được từ các chiến dịch quân sự tại Gaza và Liban.